Top 10 truyện ngôn tình hay nhất nên đọc một lần trong đời. Hiện nay, thể loại truyện ngôn tình đang dần phủ sóng và được các bạn trẻ tìm đọc rất nồng nhiệt. Thế nhưng giữa vô vàn truyện ngôn tình, liệu bạn có thể chọn ra được những bộ truyện ngôn tình hay và ưng ý nhất không? Những câu nói hay về cuộc sống gia đình vô cùng ý nghĩa. Top 10 tựa sách hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Top 10 cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thế giới. Những cuốn tiểu thuyết Nga hay nhất mọi thời đại. Review sách Đắc Nhân Tâm cuốn sách dành cho mọi người. Nếu câu trả lời là không, vậy thì hãy để mình giới thiệu đến cho các bạn top 10 chuyện ngôn tình hay nhất mọi thời đại nên đọc một lần trong đời qua bài viết dưới đây nhé. 1. Bộ Bộ Kinh Tâm, Đồng Hoa Đây được xem là một trong những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện nay, nội dung chuyện nói về cô nàng nhân viên văn phòng Trương Hiểu Văn. Chẳng may trong một lần gặp tai nạn mà cô rơi vào hiện tượng xuyên không trở về thời đại khang hy hoàng đế của ngày xưa, tại đây cô bị nhập vào mã nhi thái nhược hy. Bởi vì đến từ tương lai trở về quá khứ nên cô đã gây ra những tình huống giờ khóc giờ cười, cũng như đã lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu vị A-ca thời đó. Cũng tại nơi đây, Nhược Hy đã chứng kiến được một cuộc sống đầy khắc nghiệt trốn hậu cung, nơi của sự tranh đấu và đấu kỵ. Từ đó, cô mong muốn vừa có được một tình yêu đích thực cũng như có thể ngăn cản được những mưu đồ hiểm độc nơi trốn hoàng cung. Vậy sau tất cả, Nhược Hy có đạt được những mong muốn đó không? Với câu hỏi này, bạn hãy mau chóng đọc bộ truyện ngôn tình hay và hấp dẫn này để tự trả lời cho chính mình nhé. 2. Thất tịch không mưa lâu vũ tình. Nội dung chính của bộ truyện ngôn tình hay ho này nói về hai nhân vật chính có tên Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình. Mặc dù tình yêu của họ là đi ngược với luân thường đạo lý của xã hội, nhưng nếu ai đã từng đọc qua bộ truyện này đều cảm thấy đồng cảm và thương xót cho tình cảnh éo le của họ. Chỉ đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Thiên Tình mới có được những giây phút lãng mạn ngắn ngủi bên cạnh Thẩm Hàn Vũ. Lúc này cả hai đều cảm nhận được cảm giác không thể thiếu nhau như chính sinh mạng của bản thân mình, dù cho họ là anh em ruột. Nhưng đối với riêng Hàn Vũ, thiên tình sẽ mãi là người con gái mà anh thương yêu nhất trong suốt cuộc đời này. Qua bộ truyện ngôn tình hay và hấp dẫn này, để lại cho người đọc những sự xót xa, thương cảm cho số phận éo le của hai con người ấy. Dù cho mong muốn giản đơn của họ chỉ là đến với nhau như bao cặp đôi khác mà không có bất kỳ rào cản nào. 3. Anh có thích nước Mỹ không? Tân Diều anh có thích nước Mỹ không? Có tựa gốc là gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta. Tác phẩm này được nhiều độc giả đánh giá là một bộ truyện ngôn tình hay và rất ý nghĩa, phù hợp cho những ai đã và đang yêu, đang được trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất bên cạnh người thương yêu của mình. Câu chuyện kể về mối tình tay ba đầy éo le của Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi và Lâm Tĩnh. Đọc truyện, bạn sẽ cảm nhận rõ được sự ngọt ngào, trong sáng của lứa tuổi trẻ chung, đầy nhiệt huyết, luôn yêu và say đắm hết mình. Nhân vật Trịnh Vi trong tác phẩm ít nhiều gây ra những ý kiến trái chiều trong việc tìm ra một nửa đích thực của đời mình. Giữa một chàng trai Trần Hiếu Chính gắn liền với tình yêu tuổi trẻ của mình và anh chàng Lâm Tĩnh điềm đạm, cuối cùng cô cũng phải đưa ra quyết định trọng đại của đời mình. Có lẽ ít nhiều chúng ta cũng cần đặt mình vào vị trí của Trịnh Vi để hiểu rõ hơn quyết định của cô thay vì quay sang chỉ trích. Sau cùng, chính chúng ta cũng sẽ đúc kết được cho bản thân sự lựa chọn trong tình yêu là như thế nào. 4. Mãi mãi là bao xa diệp lạc vô tâm thêm một bộ truyện ngôn tình hay và hấp dẫn của Diệp Lạc Vô Tâm mà bạn không nên bỏ lỡ. Tác phẩm sẽ cho bạn thấy khoảng cách địa lý và mối nhân duyên là không hề xa như chúng ta thường nghĩ. Nội dung nói về chuyện tình đầy sóng gió giữa anh chàng giáo sư Dương Lam Hàng và cô nàng Bạch Lang Lăng. Nhờ sự duyên phận đã sắp xếp, hai người từ hai vùng trời khác nhau đã tình cờ có cơ hội gặp được nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau, rời bỏ nhau và rồi sau tất cả lại trở về bên nhau. Tác phẩm mang đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu, chỉ đến khi tình yêu phải trải qua nhiều khó khăn, sóng gió và thử thách, đó mới gọi là một tình yêu đích thực. Chuyện tình yêu của Lam Hằng và Lăng Lăng cũng như vậy, họ cũng đã phải tự đánh đổi nhiều điều trong cuộc đời của mình để giữ cho mối tình đó thêm bền chặt hơn. Năm, đáng tiếc không phải anh, Diệp Tử. Đáng tiếc không phải anh là một bộ truyện ngôn tình hay đến từ ngòi bút Diệp Tử. Tác phẩm kể về những năm tháng sinh viên tươi đẹp hướng huy và Diệp Tử khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Trong những năm tháng đó, họ yêu nhau say đắm và hết mình như chính tuổi trẻ của họ vậy nhưng rồi cho đến một ngày hướng huy vì lý do gia đình nên đành phải rời xa diệp tử đi đến đất nước anh sinh sống câu chuyện lại tiếp diễn cho đến khi hai người trưởng thành một lần vô tình họ gặp lại nhau tại quán cháo năm nào mọi thứ nơi đây vẫn thế nhưng liệu tình cảm của hai người có còn nguyên vẹn như xưa hay không liệu rằng sau từng ấy năm xa cách cô nàng diệp tử có còn đủ tình cảm để chờ đợi và chấp nhận anh chàng hướng huy quay trở về bên mình lần nữa hay không dù cho trong trái tim của Diệp Tử vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh rất nhiều. 6. Hóa ra anh vẫn ở đây, Tân Diều Tân Diều đã thành công trong việc viết nên cuốn truyện ngôn tình hay và dễ thương này. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi bạn cùng lớp trình tranh và vận cẩm họ để ý và quen nhau chỉ với một ánh mắt nhìn lướt qua nhau tại hành lang lớp học. Chỉ như thế thôi đã đủ gây ấn tượng mạnh đối với anh chàng công tử trình tranh trước một cô nàng rất bình thường là vận cầm. Kể từ giây phút đó, như là định mệnh đã sắp đặt, cả quãng đời tuổi trẻ cùng với những kỷ niệm ngày ấy đã giúp họ đến bên nhau. Thổi bùng lên một mối tình đầy mãnh liệt và nhiệt huyết nhưng đôi khi cũng có cả những sự tự ti, oán trách và hoài nghi lẫn nhau. Họ đã phải trải qua rất nhiều biến cố và sóng gió, đã yêu nhau, trách móc nhau rồi chia tay, nhưng sau cùng họ lại trở về với nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. 7. Ốc sen chạy điệp trí linh Trong cuốn truyện ngôn tình hay và tình cảm này, có lẽ Lục Song chính là hiện thân của chàng hoàng tử của thời hiện đại anh luôn thầm lặng đứng phía sau để quan tâm, che chở và bảo vệ cho cô nàng vệ nam. Thế nhưng đúng như tên gọi của tác phẩm, hai người lại như hai con ốc sên đang đi trên con đường tìm tình yêu hạnh phúc của đời mình, họ cứ chậm rãi mà đi, từng bước một mà không hề nóng vội. Đổi lại, chậm mà chắc, tình cảm chân thành của họ được vun đắp dần qua thời gian và cuối cùng, họ đã được hạnh phúc bên nhau tựa như mối tình cổ tích giữa đời thực vậy. 8. Bến xe, thương Thái Vi Bến xe là một cuốn truyện ngôn tình hay và rất cảm động nói về là mối tình thầy trò chắc trở của anh thầy giáo trẻ khiếm thị Trương Ngọc và cô học trò Liễu Địch. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những lời bàn tán, chê bai, chỉ trích của thiên hạ đã khiến cho anh chàng Trương Ngọc rơi vào bế tắc tuyệt vọng và để bảo vệ danh dự cho người con gái mà mình yêu thương nên anh lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện. Kể từ đó về sau, trong trong trái tim của Liễu Địch luôn ẩn chứa một vết thương lớn chữa mãi mà không thể lành được. Chính vì tình yêu cao quý của anh đã khiến cô có động lực để tiếp tục vực dậy và sống tốt như những gì mà Trương Ngọc đã từng mong muốn. Cô luôn tin rằng, dù ở đâu thì anh vẫn luôn theo dõi và bảo vệ cho cô như lời anh đã từng nói, liễu địch, nếu có kiếp sau, tôi sẽ ở bến xe này chờ em. Quả là một bộ truyện ngôn tình hay mà chúng ta nên đọc qua. 9. Gấm rách, phỉ ngã tư tồn Với cuốn truyện ngôn tình hay như thế này, tác giả đã tập trung nói về mối tình tay ba giữa dịch trí duy, phó thánh hâm và giản tử tuấn, Tuy nhiên suy cho cùng câu chuyện tình yêu này lại chứa nhiều hận thù. Dù cho phó thánh hâm đem lòng yêu dịch trí duy là tình cảm thật lòng, nhưng cơn thù hận ở trong lòng của trí duy lại quá lớn khiến tình cảm anh dành cho cô không đủ để khỏa lấp đi. Chỉ đến khi kết thúc câu chuyện, cô đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu từ căn hộ của trí duy như một thiên thần đang lao xuống vực sâu. Đến lúc này anh mới thật sự hối hận vì những gì đã qua, mới muộn màng nhận ra tình cảm thật sự mình dành cho cô ấy đã kết thúc rồi. Đoạn kết của tác phẩm đã làm cho nhiều độc giả phải rơi lệ và tiếc nuối cho một mối tình buồn và tàn nhẫn. Đây là một tác phẩm truyện ngôn tình hay và rất đáng để bạn đọc thử. 10. Bên nhau chọn đời Cố Mạn. Nhắc đến các cuốn truyện ngôn tình hay, không thể không nhắc đến tác phẩm ngôn tình kinh điển Bên nhau chọn đời của tác giả Cố Mạn được ra mắt vào năm 2003. Nội dung nói về chuyện tình của Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm, chỉ về một vài chuyện quá khứ đã khiến họ phải chia tay nhau khi tình yêu của họ đang rất ngọt ngào. 7 năm sau đó, Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sên tình cờ gặp lại nhau, lần hội ngộ này đã giúp cho họ quay trở lại với nhau dù cho những tổn thương của ngày trước vẫn còn hiện hữu. Cuối cùng sau tất cả những khúc mắc đã được hóa giải, Mặc Sên và Dĩ Thâm có được một cái kết hạnh phúc cho một mối tình đã kéo dài từ rất lâu. Đây được xem như là một bộ truyện ngôn tình hay và kinh điển nhất hiện nay. Trên đây chúng mình đã vừa giới thiệu đến cho các bạn top 10 truyện ngôn tình hay nhất nên đọc một lần trong đời chắc chắn những cuốn tiểu thuyết chuyện ngôn tình hay nhất mọi thời đại kể trên sẽ không làm cho bạn đọc thất vọng đâu. Chúc các bạn nhiều niềm vui. Từ khóa liên quan về chuyện ngôn tình, chuyện ngôn tình hay, tiểu thuyết ngôn tình hay nhất mọi thời đại, bảng xếp hạng chuyện ngôn tình hay nhất, tổng hợp các chuyện ngôn tình hay, chuyện ngôn tình hay nhất mọi thời đại, chuyện ngôn tình hay nhất không thể bỏ qua, chuyện ngôn tình hay nên đọc, chuyện ngôn tình hiện đại, chuyện ngôn tình ngắn hay.